Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Thì hôm nay em sẽ chính thức review chi tiết cái mẫu loa NAC NAC Sonotonic. NAC Sonic Sonotion. Model là TH15. Bass 40 từ 19 côn 76 và tép là từ 17 côn 76. Không biết là 76 hay 72. Chắc 76 tí em sẽ đo lại. Và cái này em báo các bác là có một điểm bố bất ngờ luôn. Cái này thì nó là một cái điểm đặc trưng rồi mà các bác nhìn là biết. Thứ nhất là côn tép là côn dây dẹt, được chưa? Đấy. Thứ hai nữa là cái này nó về nó bị, thấy chưa? Nó bị bung keo đây, đấy, vết keo trong đây này. Cái này là về là phải gắn lại này. Và cái ba nữa là cái màng nó tép cần phải thay. Côn thì zin nhưng màng phải thay. Bởi vì là cái màng này đánh lâu ngày rồi nó ám, nó chuyển cái màu côn này. Đây con này côn này, con zin này nhá, chưa bị. Cái cối này nó vẫn còn nguyên, nó vẫn còn bám rất là chắc nên là không phải cậy ra. Đấy. Đây các bác xem này, màng côn này. Côn zin nhôm dẹt nhưng mà màng của nó là đánh lâu ngày nó ám màu, nó chuyển màu này. Đấy, nó ám chuyển màu này. Các bác nhìn thấy cái màu cầu vồng luôn này. Ông nào mà bảo là cái màng này của nó thế, của nó là đúng là thế thật. Của nó là cái màu màng titan ấy. Sau đó là đánh lâu ngày thì nó sẽ ám màu, nó chuyển thành màu như này. Nên là cái này phải thay. 100% phải thay. Giống như là cái cụ tép của con loa này cũng được. Cũng khá là nổi tiếng này. Con này là Hard Acoustic. Thì em sẽ mở luôn ra quay cho các bác xem. Chứ nhiều các bác cũng không biết là nó như thế nào. Đây em chia sẻ luôn mà cái chia sẻ này là động chạm đến rất nhiều anh em. Động chạm cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Mà cái điểm này là cũng không có mấy người chia sẻ đâu. Em nói thật luôn, em làm nếu nó cầu toàn, tính em nó kỹ tính, cẩn thận. Đấy. Con này là màng zin này. Đấy, nhưng mà con này đánh nó bị thủng màng. Màng nó bị thối, thủng màng. Đấy, cối này bằng nhựa này. Đấy. Con này cối bằng nhựa này. Con này là tép đầy đầu nhá. Còn trong mấy con này là đầy sau này. Đấy. Cối của nó đây. Bằng ốp bằng nhôm. Màng này màng titan, màng zin của nó. Zin của nó này, màng nó phải màu này. Đấy, thì là màng đẹp. Còn màng mà đánh nó chuyển màu này. Xong nó có thêm các vết xước này, các bác nhìn thấy xước này. Là nó bị va đập do cái cối này này. Nó bung ra. Nó đánh nó va đập, còn cái màng này là vẫn còn rất là đẹp, cực kỳ là đẹp. Nó chỉ có chuyển màu thôi. Đấy. Điểm này là chia sẻ thật các bác, nhiều các bác không biết đâu. Cái này thì em nói luôn là chia sẻ đây là bất chấp luôn. Anh em bảo là không được chia sẻ nhưng vẫn chia sẻ. Chia sẻ xong là toàn bị mắng với chửi thôi. Đấy. Cụ bát đây, Sonic Sonotion này. Đó, thấy chưa? NAC Sonic Sonotion 15 FN gạch trừ 1 này. 250W 8 ohm, nó ghi đây, có thế thôi. Tem thì tem nhôm. Đấy, series email đây. Khung xương thì của Celto. Đấy. Hàng thì về nguyên zin, em chưa có vệ sinh. Thì bây giờ mới có vệ sinh đây. Các bác nhìn cái cụ này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó bay cả bụi. Đấy, nó bay cả bụi ra này. Đấy, ui sợ. Đây nhá, cụ loa zin nhá. Tất cả bát tép là đều nguyên zin hết, nhưng mà tép là phải thay màng. Côn thì giữ lại thay màng. Còn trình độ thợ mà không làm được thì thôi cứ để cái này được. Nhưng mà tiếng nó không được hay. Còn như bên em làm kỹ tính thì bên em là sẽ phải thay màng. Thì cái tiếng tép, tiếng xì nó sẽ được hay hơn, chi tiết hơn. Chứ còn như này nghe tiếng tép, tiếng xì không có mấy. Và đây là cái ốp của loa tép. Ốp của loa tép đây nó có series mây này. 72.2, con này con 72, con này con 76. 80W, 8 ohm. Đấy. Từ 17 con 72 chứ không phải là 76. Đấy nhá. Đấy, cũng xin cáo lỗi các bác luôn. Và em sẽ quay cho các bác xem cái màng. À, cái họng kèn. Kèn đây là kèn sợi bằng amen. Đấy. Đây, nó còn bám nguyên bụi này, thấy chưa? Đó, màng đây. Thùng đây. Bên trong thì có bắn kia loại bông này, ngày xưa mà anh em nào vui tính nói là không thể nào bị làm nhái mà vẫn bị nánh nhái đầy đấy. Bông này người ta gọi là bông lông chuột hoặc là bông đen. Đấy. Đây là phân tần, nguyên zin nhá, chưa có sửa chữa, chưa có động chạm gì hết. Có hai cuộn cảm loa bát này, một tụ 5mm này, một tụ 9mm này,
5.000 này, cán cho tép này. Đấy, có 1, 2, 3 con chảo sứ, một con chảo nhiệt, hai cuộn cả. Đấy, mạch có thế thôi. Đây, rác thì người ta đấu đây. Cộng 1 trừ 1. Đấu được kiểu cộng 1 trừ 1 nhá. Đấy, cộng 1 trừ 1, rác cắm đinh được nha. Cái hậu của nó rất là to. Gỗ thùng này là gỗ MDF, không phải là gỗ dán. Và dòng này thì nó làm tức là matching. Tối ưu hóa tức là cổ loa tép và cổ loa bát của nó là làm nó phải đồng bộ. Đây là bát là phải nồi lại đằng sau, bát nó phải kê ra đằng trước. Đấy nên nhìn cái này các bác nhìn mà nắp loa và thùng nhìn trông chối lắm, không nhìn được. Nhìn trông nó điêu điêu kiểu gì ấy. Nhưng đây là người ta làm matching, nhìn hình thức không đẹp nhưng mà chất lượng âm thanh ra thì nếu như chuyên môn mà nói thì âm thanh ra rất đẹp. Đẹp là về cái đồng bộ pha giữa loa bát và loa tép. Và con này là gần như nó matching tối đa quá, tối ưu hóa hết cỡ. Dành cho cổ loa tép là gánh nở nhiều nhất, còn bát là gánh nở có một tí. Các bác nhìn tụ 5 mi đấy. Tép cản tụ 5 mi kinh không? Đấy. Nên là màng loa tép thì nó mới ám màu như này. Đấy. Rồi, các bác chờ một chút nhé, em sẽ nghe điện thoại xong báo lại các bác nghe. Rồi, thì có mấy bác khách bác hỏi là nắp của em giá thế nào. Thì bây giờ em sẽ cho bác xem cái cổ loa bát này. Đây nhá, côn này là côn 76 này. Đấy. Đấy, nhện này, nhện rất là cứng. Đấy, côn 76 mà màng và nhện rất là đứng cứng. Màng con này nó kiểu hanh hanh vàng. Màu nó hơi hanh hanh vàng. Đấy. Gân hai phần gân có tẩm dầu nhưng đã bị khô rồi. Côn 76, nhện rất là to, nhện cứng lắm. Gân cứng, thép từ đây. Cụ bát làm theo công nghệ của Sato Pháp. Công nghệ thôi nha, chứ còn không phải là của Pháp. Nắc này là thương hiệu của Trung Quốc. Ông nào nói nắc này là công nghệ của Mỹ thì ừ đúng thật, nhưng còn nói là nắc này loa bãi Mỹ có khối. Các bác vào nắc Sonic à đâu? Nắc audio. Đấy, nắc audio.cn cái tìm ra ngay. CN là tên miền của Trung Quốc rồi. Đấy, cụ kèn đây. Họng kèn này là góc mở là vào không biết là bao nhiêu độ này. Hình như là vuông. Họng kèn này vuông. Góc mở vuông chứ vậy là góc mở ấy. Model này em cũng tìm ở trên website của hãng rồi, thì model này đã bị khai tử dừng sản xuất rồi chứ không phải là còn nữa. Nhưng mà cam kết với các bác đây là model xịn, hàng cao cấp của hãng, hàng chính hãng của nắc nhé. Có tem nhôm, tem này là cậy ra cái là mất tiền ngay. Đấy. Tất cả của côn bát tép em lấy luôn. Riêng con tép này là nếu mà có được cái màng, chỉ cần thay màng thôi. Thay màng thôi, côn giữ lại thay màng thôi thì nhìn trông nó sẽ đẹp hơn và tiếng nó cũng sẽ hay hơn rất nhiều so với cái màng cũ này. Màng này đánh đâu ngày kém, con này chỉ đến 12 kHz là xuống dốc. Còn nếu mà màng xịn của nó bét nhất phải tầm 14-15 kHz. Nên là cái này bắt buộc em phải làm lại. Các bác nào đòi nấy cũng chưa lấy được ngay. Em nói trước nha, không phải là các bác nhìn thấy em đăng lên là cứ thích là đòi mua bằng được đâu. Số lượng tổng cộng thì em có 4 cặp. 4 cặp nha. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Giá của cặp loa này thì em cũng xin trân trọng thông báo luôn với toàn thể các bác là không hề rẻ một tí nào. Nó cũng khá là đắt. Bởi vì khá là đắt đây đó là thùng gỗ thì MDF. Bát thì côn 76, tem thì côn 72. Đấy. Từ con này thì 19, con này từ 17. Đấy. Và gỗ là gỗ MDF, công suất tiêu thụ này không lớn lắm, có 500 W thôi. Nhưng mà cái dòng này thì nó lại thuộc dạng là đẳng cấp. Đẳng cấp với như thế này. Ngày xưa em cứ tầm 2 năm trước nha, em nói thật các bác nha. Cái năm 2019, 2020 nha. Ông nào mà vỡ được mấy cái dòng loa mà nó có khuy treo trên nóc này nha, đảm bảo về là hốt bạc. Nói luôn các bác thế. Đấy, thấy chưa? Cái ông nào đi buôn mà vỡ được mấy cái loại loa mà nó có dây treo trên nóc này là về ăn tiền luôn này. Bởi vì những cái dòng này là các bác phải biết nó dùng trong 3 vũ trường. Nó dùng trong 3 và vũ trường, nó treo lên. Đấy, đây nữa cũng có khuy nữa này. Đấy. Luôn đấy, các bác thấy chưa? Nó có khuy treo này. Các bác nổi mong đây. Đây các bác xem nhá. Nắc-pro.com này. Đấy. TH15, 15 highway, 500W RMS 8 ohm. Tức là cái loa này các bác chỉ cần một cái cục đẩy công suất đầu ra là khoảng tầm 5 đến 600W là các bác đánh loa này tít mù luôn. Siêu nổi luôn. Đấy, con này là thuộc dạng là loa siêu nổi. Tiếng bass nó không có mấy đâu. Nó rất là ít cái tiếng bass. Dòng này là chuyên dùng cho Men Cree Dancer 3 vũ trường. Nó có khuy treo trên nóc. Các bác có thể treo nghiêng xuống 15 độ. Đấy, hoặc là các bác đặt nằm ra như vừa nãy làm monitor. Hoặc là có lỗ cọc ở dưới, các bác có thể đặt lên trên chân cọc giống như loa này.
Đấy, rất là hay luôn. Có hạ cấp trên nóc các bác có thể xếp chồng lên nhau được. Rất tiện luôn, mà những cái dòng loa mà bây giờ là mua nó không có. Mua nó không có kiểu như này đâu. Bây giờ người ta làm gì làm kiểu này nữa. Đấy. Nhiều các bác này bảo lỗi thời. Không, những cái dòng này thì nói thật các bác là giá rất là đắt. Hiện tại bên cửa hàng em đang bán với mức giá là 12.500.000 giá tại cửa hàng. Đấy, mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp hoặc là chi tiết mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Hàng em nói lại là thùng em phải sơn lại, mất cái tiền sơn này. Thứ hai nữa là cái côn màng tép này chắc 100% phải xử lý này. Đấy, các bác nói là loa mất zin cũng đúng thôi, nhưng mà bên em làm là kể cả hàng sửa lại cũng phải theo tiêu chuẩn, chứ không phải là như các cửa hàng khác là cứ quảng cáo là thế này thế kia xong là bán xong là thôi, là không có đâu. Bán xong thì các bác mà cảm thấy mà không ưng cái thì em phải lấy lại. Bởi vì bán cho các bác không ưng, các bác không kiểm soát được loa, xong là dăm bữa nửa tháng này loa nó có trục trặc, nó lỗi cái, xong các bác lại quay sang gọi tin em trong đêm thì chết em rồi. Thế là cuộc tình đó thì thôi là xong rồi, lại xong phim với các bác rồi. Em nói luôn đấy nhá. Nhiều các bác là cứ tưởng em là nói như thế là chém rõ thôi, nhưng cứ đến cửa hàng em biết nha, cứ đến cửa hàng rồi em biết. Đây, cụ bát này, cụ tép đây, nó có thế thôi. Côn, dây dẹt. Cụt bát này em chưa xem được côn. Cái này muốn xem được côn là phải tháo cái côn ra, hoặc là con này là không có khe để nhìn. Đấy. Không biết là con này côn dây dẹt hay côn dây đồng. Con này chắc là có khi là côn dây đồng thôi. Nếu mà tép mà tụ 5mm nó gồng lên nó kéo thì bát nó chỉ cần gọi là có cái tiếng uỳnh tí thôi. Đấy. Ok, thì các bác nào quan tâm đến dòng này thì hẹn trực tiếp nhé. Giá em báo rồi, 12.500.000 giá tại cửa hàng. Đó, chi phí vận chuyển các bác tự lo. Ship đôi này cũng nặng tiền đấy. Một chiếc này tầm 400-500.000 tiền cước. Một đôi là ship gửi xe là tầm 600-800. Gửi bưu điện Viettel gì đấy cũng phải tầm 800-1.000.000. Đấy là tiền cước. Nên là các bác là cân đối nhá, khả năng mua đến đâu thì dùng đến đấy. Còn những cái dòng này thì em nói thật các bác là các bác mà làm đám cưới thì các bác nên dùng thêm. Các bác nên mua nếu mà các bác mà đã gọi là có loa dây rồi nhá, mà đang thiếu full RAM, mà yêu cầu vừa vừa, đánh đủ điểm thôi, thì nên kiếm 1 đến 2 cặp này. Các bác một cặp này các bác có thể chơi được 6 bản. 6 x 6, 48 khách đến 50 khách. Đấy, hai chiếc này có thể chơi tốt 50 khách, tức là 6 bản. Đấy, 6 bàn là các bác biết rất là lớn rồi, như cái sân nhỏ nhà em nè. Sân này nhà em là hôm nay mới bắn lại cái máy tôn này, nó quay review hơi muộn tí. Ví dụ sân nhà em thì xếp được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là một cặp này có thể đánh tốt một cái sân như thế này. Đây các bác xem đây, tổng quát sân nhà em đây. Từ bếp đến đây nó cũng phải tầm chục mét, hơn chục mét. Đánh tốt, xong là chiều ngang đây. Đấy, phải tầm là 6 đến 8 mét nữa. Đấy, là đánh thoải mái luôn. Một cặp như này siêu rồi. Đấy, các bác cứ đánh mặt đất nhá. Còn nếu mà các bác mà đặt cao lên tầm 2 mét, nó đặt cao ví dụ như loa này, còn là các bác đánh ngũ sò cái sân đình trên này chỉ cần 2 cặp, 4 quả 4 góc là đánh tương bừng luôn. Ví dụ trên sân đình này 4 quả 4 góc cũng các bác đánh tương bừng luôn. Đấy, được chưa? Sân rất là to đấy, lùa đâu quát đủ điểm luôn, đánh mắc pinh luôn. Đấy, và cái tiêu chuẩn bên em mà gọi là giới thiệu mặt hàng thì các bác nhìn trông có vẻ là bình thường, nhưng mà cái FPL tức là độ ồn tối đa mà khi em tả ra mà đánh đủ điểm là đảm bảo là đứng gần như đứng xa, đứng ria loa cũng như là đứng ở cuối sân. Đấy, nó kiểu ấy, nó cũng chênh lệch nhau tí thôi, không phải là chênh lệch nhiều, cộng trừ 3 đến 5 dB thôi là tối đa rồi. Đấy, ok, thì các bác nào quan tâm đến dòng loa này thì hẹn trực tiếp nhé. Em sẽ hẹn các bác một cái ngày đẹp trời nào đó, sau khi vệ sinh xong rồi thì sẽ bê ra ngoài được đánh thử một chiếc thôi, không cần một đôi, đánh một quả thôi các bác biết rồi. Dòng này thì siêu nời, nói luôn là siêu nời. Review cái loa siêu nời này mất là nhiều thời gian lắm, chủ yếu là miêu tả cho các bác để các bác nắm bắt được. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Sau khi vệ sinh và xử lý xong các lỗi vặt này thì em sẽ làm một cái clip test mắc pin. Tức là em chỉ cần một con đẩy 5 hoặc 600W hoặc là 800W các bác, một con đẩy đó thôi, các bác đánh một đôi này tít mù luôn, các loại 715 không có cửa đâu, không có cửa ăn được đâu. Đấy, em nói thật luôn, 715 các bác chơi, nếu mà 715 xịn thì em không nói,
bởi một năm xịn mà của Mỹ hay là Mexico thì không nói, còn mấy cái loại bể một năm thanh giáo tới 2 cô trăm này tép 750 không có cửa đâu. Đấy, nói luôn nhá, về tiếng nòi thì không có cửa, còn về tiếng bát thì nó hơn cái này một chút. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.